Rồi, mến chào anh em ạ. Có cái cặp loa rất là đẹp ha, Telefunken này, về cái đầu cối Akai GX 440D này. Về có con âm ly Toshiba này. Toshiba này là Toshiba Receiver nha, SA620 ha. Xe này sẽ lớn 50, cao nó khoảng 18. Đánh sổ sắt. Wow. Chưa kiểm tra là sò gì, không biết. Phải có cái vang này, vang cơ Đức rồi nha. Vang cơ, cái này là vang cơ luôn đó. Này vang cơ ha. Cái đầu cối Akai, đầu cối Akai mà chạy được nhưng mà không ra tiếng ấy, vẫn còn đây nha. Đó. Này là anh em mà chơi bóng đèn mà rành á thì lấy con này để xử lý này. Con này là Akai telecorder, nó là Akai đèn. Đó. Còn cái bộ binder chữ đỏ này, SA9100 với TX9100 này, đây anh em giao lưu ha. Đó. Cái rề rề Victor này. Rồi Victor thì cái mạch âm sắc này anh em biết rồi. Rồi nó là cực 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 hay luôn đó. Đó là Victor C 2467 7 cần gạt. Rồi âm tức Lan Sinh này, âm tức Lan Sinh này là đáp 30. Đó, chung okay. Hai tiếng chỉnh chút nhanh xin anh em yêu loa Mỹ nha. Loa Mỹ có cặp loa Mỹ này, loa này là AT12 này. AT12 nghe nhạc chuyên sâu anh em ha. Đó. AT12 tiếng chỉnh đấy, có hai tiêu chỉnh tầm mid với lại step, ba đường tiếng ha. Phải có hai cái cục đẩy bãi đây, đẩy bãi này, đẩy bãi. Đấy, cối là cối Sony nha, Sony này. TC 3664. Cái này thiết kế nhìn đẹp. Nhưng một số cái loa mà loa mà sự kiện đây nha, loa sự kiện đây này, cái nó là có bát Behringer nha, nó có bát 40 bát 30 luôn nha. Cái này để cân nhắc thử. Chúng là nhiều nhiều đồ anh em có nhu cầu cứ liên lạc ha. Rồi xin chào anh em ha.